Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, giáo xứ Vũng Tàu do linh mục Nguyễn Minh Tri cai quản đã dự định xây một tượng đài Chúa Giêsu ở mũi Nghìn Phòng, ô quán cao 10m và bệ tượng cao 5m. Công việc được khởi sự từ năm 1972, nhưng đến ngày 17 tháng 1 năm 1973, thị trưởng Vũng Tàu là đại tá Vũ Duy Tạo ra lệnh tạm ngưng thi công vì có đơn khiếu nại của bên giáo hội Phật giáo nói rằng đây là vùng đất của họ. Nhiều cuộc họp thương lượng giữa hai bên tôn giáo diễn ra với sự chủ trì của chính quyền. Kết quả đã dẫn đến thỏa hiệp kết ngày 16 tháng 2 năm 1974. Theo đó, giáo hội Phật giáo toàn quyền sử dụng mũi Nghinh Phong, còn giáo hội Công giáo thì xây dựng các công trình trên núi nhỏ với diện tích 10 hecta. Đường lên tượng Chúa. Ngày 16 tháng 2 năm 1974, giáo hội Công giáo đã dỡ bỏ bức tượng ở Nghinh Phong theo thỏa hiệp. Ngày 18 tháng 3 năm 1974, chính quyền địa phương cấp văn thư số 140 trên BTHCLA cho phép giáo hội Công giáo xây dựng tượng đài Chúa Giêsu trên núi nhỏ Tao Phùng và họ bắt đầu tiến hành xây dựng. Công trình hoàn thành giai đoạn 1 thì xảy ra sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 nên phải ngưng lại. Cùng lúc đó, do không có ai quản lý nên xảy ra tình trạng người dân khai thác đá tràn lan dưới chân núi. Đầu năm 1990, Đức cha Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật có văn thư xin sửa chữa và được bảo quản tượng Chúa tại núi Tao Phùng và xin cấp đất mặt bằng xung quanh tượng Chúa. Ngày 31 tháng 8 năm 1990, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo có văn bản trả lời số 464 trên TBUB. Nội dung, khu vực này đã được quy hoạch khu du lịch, văn hóa bao gồm cả khu có tượng Chúa này. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã giao cho công ty du lịch Cựu Bình quản lý và xây dựng, vì vậy không để thể quyết theo đơn xin của Đức cha được. Ngày 28 tháng 1 năm 1992, sau nhiều lần Tòa Giám mục Xuân Lộc đề nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã có công văn số 233 trên QĐUB cho phép linh mục Trần Văn Huyên, quản xứ Vũng Tàu, được sửa chữa, tu bổ lại pho tượng Chúa nền núi Tàu Phùng, núi nhỏ, kể cả chân đế nhưng không được thay đổi thiết kế. Được làm một con đường bậc thang rộng 3m đến 5m từ phía bãi Nghìn Phòng, ô quán, đến trước tượng Chúa, được trồng cây hai bên đường và cây cảnh xung quanh khu vực tượng. Tuyệt đối không được tôn tạo sửa chữa các đường hào, hầm ngầm, công sự và các nhà xung quanh khu vực tượng. Năm 1995, linh mục Trần Văn Huyên, chánh xứ giáo xứ Vũng Tàu xin mua lại nhà lữ quán Nghinh Phong, đã nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước, thỏa thuận giữa bên bán là Sở Tài chính, Phật giáo và bên mua là giáo xứ Vũng Tàu, là bên mua sẽ tháo dỡ nhà lữ quán để làm khoa viên và đường đi. Tuy nhiên, thực tế thì giáo xứ Vũng Tàu không tháo dỡ nhà như thỏa thuận mua bán, mà lại sửa chữa, xây dựng lại nhà lữ quán kiên cố hơn để làm nhà ở, buôn bán và trạm dừng chân. Thời điểm này, bức tượng đã bị hoang phế và xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, cuộn các đồng chống xét cũng bị mất trộm. Rất nhiều công việc phải làm, nhưng với những nỗ lực của giáo phận Xuân Lộc và Giáo hội Công giáo Việt Nam, thì tượng đài được hoàn thiện sau 2 năm tu sửa. Ngày 1 tháng 12 năm 1994, Đức cha Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật đã chính thức khánh thành khu tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Tao Phùng. Ban xây dựng lúc này do linh mục tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Chiêu Trinh, sau này ngài là giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc làm trưởng ban, giáo dân Công giáo trong và ngoài nước góp công, góp của. Phần kỹ thuật bê tông do kỹ sư Nguyễn Quảng Đức phụ trách, phần mỹ thuật do điêu khắc gia Văn Nhân cùng với 50 thợ lành nghề thi công. Điêu khắc gia Văn Nhân hiện đang định cư ở nước ngoài, đã hoàn thành các bức phù điêu dang dở ở chân tượng. Vì tuổi cao, không đủ sức leo 800 m bậc đá nên ngài ngồi dưới chân núi chỉ đạo các học trò làm việc từng ngày cho đến khi hoàn tất. Nhìn xuống từ tượng Chúa Kitô Vua, tượng có chiều cao 32m, chiều dài hai cánh tay là 18,4m, đặt trên bệ khối chạm hình Chúa và 12 tông đồ. Bên trong tượng là cầu thang xoắn ốc gồm 133 bậc, chạy từ bệ lên cổ tượng. Đường lên tượng có 1.000 bậc thang cao 500m. Trong lòng tượng có thể chứa được 100 khách tham quan cùng một lúc. Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam và Công ty Văn hóa Đầm Sen đã trao cho bức tượng này kỷ lục là tượng Chúa Giêsu lớn nhất Việt Nam. Và trong dịp này, theo Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, giai đoạn 1 của cuộc xác lập kỷ lục châu Á, tượng Chúa Kitô là một trong số 10 kỷ lục Việt Nam trên tổng số 30 hồ sơ đề nghị công nhận kỷ lục vừa được Hội đồng xác lập kỷ lục châu Á thông qua. Ngày 9 tháng 1 năm 2012, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã chính thức công bố tượng Chúa Kitô Vua Vũng Tàu với kỷ lục xác nhận là tượng Chúa Kitô lớn nhất. Ngày 26 tháng 5 năm 2012, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tổ chức chương trình trao danh hiệu kỷ lục châu Á cho tượng Chúa Kitô Vua Vũng Tàu.
Công trình đã trở thành một điểm tham quan thu hút đông đảo du khách ở Vũng Tàu. Kiến trúc, điêu khắc tượng Chúa Kitô là một tác phẩm nghệ thuật lớn, là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với kiến trúc nghệ thuật Việt Nam hiện đại, mang đậm tính dân tộc và tôn giáo.